Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, những ngày qua thì các chuyên gia Nhật Bản đã kiểm tra quá trình sản xuất khử trùng vận chuyển quả vải của Việt Nam. Qua đó thì sản phẩm của Việt Nam được đánh giá là đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Từ cơ sở này thì những tấn vải đầu tiên của Việt Nam đã xuất sang thị trường Nhật Bản vào ngày 18 tháng 6. Và ngày hôm qua, ngày 20 tháng 6, một tấn vải tươi đầu tiên xuất đi bằng đường hàng không đã cập bến, tiếp tục khẳng định giá trị nông sản của Việt Nam tại thị trường này. Gần 4 tấn vải còn lại trong tổng số 5 tấn xuất đi ngày 18 tháng 6 sẽ đi bằng đường biển và sẽ được chào bán tại siêu thị Aeon trước các nhà nhập khẩu uy tín của Nhật Bản. Dự kiến khoảng gần 200 tấn vải thiều tươi sẽ được xuất khẩu thành công vào thị trường Nhật trong năm nay. Các chuyên gia cho biết lượng vải xuất khẩu sang nước bạn không nhiều, nhưng việc quảng bá trái vải đến tay người dân Nhật Bản là điều rất cần thiết bởi người tiêu dùng nước bạn chưa biết nhiều đến loại trái cây này. Đây sẽ là một thị trường tiềm năng. Ngoài xuất khẩu vải tươi, các doanh nghiệp Việt Nam cần tính đến xuất khẩu các sản phẩm như vải đông lạnh, nước quả vải tươi, thạch vải. Thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An, khu vực các sông Vàm Cỏ, tình trạng xâm nhập mặn bắt đầu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh từ tháng 1 năm 2020 và liên tục tăng cao. Cụ thể thì mức xâm nhập mặn đạt mức cao nhất ở sông Vàm Cỏ Đông vào ngày 12 tháng 2 năm 2020 với danh mặn là 4 gram trên lít ở mức 94 km, cao hơn trung bình nhiều năm là 19 km. Còn trên sông Vàm Cỏ Tây, xâm nhập mặn đạt mức cao nhất vào ngày 14 tháng 4 năm 2020 với danh mặn là 4 gram trên lít ở mức là 135 km, cao hơn trung bình nhiều năm là 57 km. Tín hiệu tích cực là từ tháng 5 cho tới nay thì xâm nhập mặn tại Long An đã giảm dần và bắt đầu giảm mạnh từ đầu tháng 6, nhưng vẫn ở mức tương đối cao. Hiện tỉnh Long An đang tính toán phương án hoàn thiện những hệ thống công trình giữ nước ngọt trong đồng bằng, bao gồm thiết lập hệ thống cống đầu kênh, nạo vét các sông, kênh và rạch, xây dựng hồ chứa nước và tận dụng nguồn nước mưa, phục vụ sinh hoạt sản xuất cao điểm mùa khô trong thời gian tới. Trước đó, tỉnh này cũng đã triển khai hàng chục đê quây, trạm bơm, cống đập kịp thời ngăn mặn cho 62.000 ha vùng dự án Bắc Đông của hai tỉnh Long An và Tiền Giang. Tỉnh Long An đã chủ động rà soát, triển khai thêm 7 công trình ưu tiên về nạo vét kênh, rạch, phục vụ chống hạn hán xâm nhập mặn, tổng kinh phí đầu tư là gần 94 tỷ đồng, triển khai 5 trạm cấp nước tập trung và kéo đường ống cấp nước trên địa bàn các huyện Cần Giuộc, Châu Thành, Tân Trụ, Đức Huệ với tổng kinh phí đầu tư là hơn 23 tỷ đồng. Đồng thời phối hợp với tỉnh Tiền Giang dẫn nước ngọt tiếp tế nguồn nước tưới cho trên 10.000 ha cây thanh long của huyện Châu Thành. Thưa quý vị, số liệu báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp từ các địa phương cho thấy phạm vi ảnh hưởng của xâm nhập mặn với danh 4 gram trên lít là 1.688.600 ha, chiếm 42,5% diện tích tự nhiên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long so với năm 2016, cao hơn 50.376 ha. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng các quy hoạch vùng sản xuất tại đồng bằng sông Cửu Long đã bị xâm nhập mặn làm cho nó không còn phù hợp nữa và đang được bộ này nghiên cứu điều chỉnh. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục đầu tư công trình kiểm soát mặn, kết hợp hỗ trợ bổ sung nước ngọt cho vùng. Vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ được chuyển đổi sản xuất theo hướng thủy sản, trái cây, lúa gạo thay cho quy hoạch theo hướng ưu tiên lần lượt là lúa gạo, trái cây, thủy sản như là trước kia. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ định hướng xây dựng kế hoạch trên theo 3 nhóm giải pháp bao gồm ngăn mặn, cấp nước ngọt, trữ ngọt và nhóm thứ 3 là chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Kinh phí dự kiến thực hiện mục tiêu này sẽ là hơn 41.000 tỷ đồng.